Chào tất cả các bạn đến với học online. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đàn solo độc tấu cover tác phẩm Windy Hill, Đồi Thổi Gió. Các bạn nhớ nhấn vào đăng ký để nhận các video hướng dẫn mới nhất của mình nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đàn mổ cho các bạn nghe câu đầu nè. Nó được đi lặp lại 2 lần. Bài này được viết ở dòng là si thứ, thì có 2 dấu thăng là pha thăng và đô thăng. Tới pha thăng đô thăng thì các bạn nhớ nhấn thăng cho mình nha. Rồi bài này cũng sử dụng vòng hợp âm rất là dễ, là son trưởng, son si re nè, la trưởng, là đô thăng mi, rồi pha thăng thứ, pha thăng la đô, và trở về lại si thứ là si re pha thăng. Đó, với cách rải thì các bạn cứ rải 1 5 8 ha. Son trưởng thì các bạn rải son re son này, la trưởng các bạn rải là mi la, pha thăng thứ các bạn rải fa đô pha, si thứ thì các bạn rải si pha thăng si. Đó, cứ rải 1 5 8 cho mình nhá. Đây là cách rải đơn giản nhất và cũng là cách rải phổ biến nhất nhé. Rồi về các cách rải này thì mình có viết ở trong giáo trình piano 30 ngày piano solo cover điểm hát đó. Các bạn có thể tham khảo thêm giáo trình này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào tay phải nha. Mình đọc nốt tay phải, các bạn tập trung nè. Các bạn nhìn lên, nhìn nốt nhạc trên màn hình này. Fa la si la si la si la fa mi, mi fa la mi, mi fa mi fa mi re si. Fa la si la si fa re do si la fa mi fa la si la si la si la fa mi, mi fa la mi, mi fa mi fa mi re si, fa la si la si la fa mi fa mi re la si. 2 3 Đó, đây là lần 1. Lần 2 thì cũng lặp lại đàn tương tự. Rồi tay trái các bạn dàn, tay trái các bạn thấy có ký hiệu không? Số 8 và gạch nối đó, đó chính là ký hiệu tăng lên một quãng 8 ha. Đàn đúng là đàn ở đây nè, tăng lên quãng 8 thì các bạn đàn ở đây. Đó, các bạn chú ý các ký hiệu trong quá trình đàn thì mình sẽ đọc bản nhạc rất là nhanh ha. Son re son, la trưởng là mi la, pha thăng thứ các bạn đàn pha thăng đô thăng pha. Đó, rồi si thứ các bạn đàn si pha thăng si. Rồi như vậy là nó chỉ lặp lại như vậy thôi các bạn ha. Thì xuyên suốt cái bài này nó chỉ sử dụng 4 hợp âm này và đàn như thế, nên các bạn chỉ cần tập đoạn đầu là các bạn đã có thể đàn được hết bài rồi nhá. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành ghép chậm nè. Fa la si la si la si la fa mi. À nhầm các bạn, nhầm hợp âm tay trái. Lại ha. Fa la si la si la si la fa mi, mi fa la mi, mi fa mi fa mi re si, fa la si la si fa re do si la fa, mi fa la si la si la fa mi, mi fa la mi, mi fa mi fa mi re si. Lần có số 2 đó các bạn ha, là qua lần 2. Si fa si do re. Đây là cũng một mẫu rải thường xuyên người ta dùng để kết câu các bạn ha. Kết câu để chuyển câu qua câu khác là người ta sẽ rải như thế này đó. Đó, trong sách mà giáo trình 30 ngày piano cover mình có nói rõ về các phương pháp rải như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu 2. Si do re 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 này. Mình đàn mẫu các bạn nghe luôn ha. Thank you.
câu số 2, tạm gọi là câu số 2 các bạn ha. Rồi tay phải các bạn nhìn vô này, si do re nè. Si do re 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 do mi do si là si do re 2 rưỡi. Do si do si là 2 3. Si do re 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 do mi re mi fa la mi fa re mi fa re 2 rưỡi. Si re mi fa mi đó, tới đó. Bài này là mình đã soạn lại, mình trích lược bớt một số câu dài dòng ha. Đó, nên mình đàn như thế này để các bạn dễ đàn hơn. Rồi phần tay trái thì hợp âm vẫn là vậy nhé các bạn, vẫn vòng hợp âm son, trưởng, la trưởng, pha thăng thứ và si thứ. Đó, các bạn cứ tập đi tập lại là được thôi nhá. Bây giờ thì son re vẫn là quãng 8 ha, 1 5 8, nhưng người ta đàn về lại một cái ha. Son trưởng son re la trưởng la mi pha thăng thứ pha đô si thứ si pha rồi lặp lại đó. Đây là cái vòng lập, người ta gọi là vòng hợp âm ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gấp chậm nha, các bạn tập chậm ha. Bạn nào mà ở nhà tập mà cảm thấy khó với trình độ của mình thì các bạn tập ít thôi ha. Tập từng ô một hoặc là hai ô một nhé, không cần phải tập nhiều rồi mình bị rối á, mình đàn không được nhé, cứ từ từ được hết ha. Rồi mình ghép chậm nè. Si do re 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 do mi do si la si do re 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 do mi do si do si la si do re 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 do mi re mi fa la mi fa re mi fa re si re mi fa mi. Rồi phần sau đây các bạn, phần sau là chính là người ta đàn lại cái câu của đầu bài các bạn đã đàn rồi để kết bài. Mình sẽ đàn lại các bạn nghe thử ha. Là phần kết là mình sử dụng hợp âm si sus với lại si, nghe cho nó khác lạ một chút ha. Hoặc các bạn có thể ra si si fa si re cũng được, si fa si do re. Rồi câu này thì do mình đã tập rồi nên mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép chậm luôn nè, mình không có đọc nốt lại nha. Re fa la si re fa la si la si la si la fa mi mi fa la mi mi fa mi fa mi re si fa la si la si fa re do si la fa mi fa la si la si la fa mi mi fa la mi mi fa mi fa mi re si fa la si la fa mi fa mi re la si. Đó ô cuối các bạn rải nè, si fa si mi re re thăng ha. Đó, hoặc các bạn rải cách khác là si fa si do re về cũng được ha. Ví dụ si đó, kế thì có nhiều cách rải ha, nhưng các bạn cứ tập dần dần những cách rải, sau này các bạn bổ sung cho cách chơi của mình thêm đa dạng ha. Rồi như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn đàn xong tác phẩm này rồi ha. Các bạn nào mà đàn được thì cứ đăng lên nhóm cho mọi người cùng nghe, nhớ nhấn đăng ký kênh ha và chia sẻ cho các bạn, cho mọi người cùng tập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.